Luôn nha, hôm nay thì mình sẽ vào đây để xin đem những đồ dùng cho em một bộ. Thì vốn ngày hôm nay ra là 20 triệu, đây là một số vốn rất to nha em ơi. Thì ở đây có rất nhiều con game, nhưng mà quan trọng chơi con game thì em ăn được nó thôi. Thì hôm nay là vốn mình hôm nay từng ngày mình sẽ vào đây chơi một bài poker nha em ơi. Chơi gì quan trọng nhất phải hên thôi nha, đây đã đéo hên này đéo có cách đéo gì thắng nó đâu. Và mình chơi ấy, hầu như em đánh ấy đều thích phong cách đó là ăn non. Nhưng mà đối với mình đéo đánh kiểu như vậy, một là mình ăn to đi, bởi vì là 10 ngày mình ăn non đéo bằng một ngày mình thua anh em ạ. Nhưng mà quan trọng nhất phải hên thôi. Á à, được kìa, nó thua một chuỗi luôn đấy, đây rồi. Thắng mới chứ đéo đánh nó cho thua mãi được. Nhiều lúc mình anh em thấy mình quay video này, nhưng mà khi mình quay video ấy, mình cho anh em xem ấy, mình sẽ nói cái sai là mình. Cái thứ hai là mình sẽ giữ được bình tĩnh hơn. Anh em thử mà chơi một mình đi, anh em rất dễ bị mất bình tĩnh. Em cứ thua là em cứ nạp vào, thua là em cứ nạp vào, thua là em cứ nạp vào, đéo giữ được bình tĩnh. Đôi mình quay như này mình sẽ giữ được bình tĩnh đấy anh em ạ. Nó có lợi thế cả thôi. Nhưng mà khi mình chơi một mình ấy là mình đéo giữ bình tĩnh đâu. Cho nên là nhiều anh em nói mình rằng là mình kéo với, nhưng mà thật sự mà nói anh em ạ, nếu mà mình biết chắc chắn thắng rồi thì việc đéo gì mình phải lấy tiền anh em chơi. Cho nên mình không bao giờ dám lấy tiền ai chơi cả. Và mình khuyên anh em rằng đừng bao giờ đưa tiền ai chơi. Và đương nhiên em nhớ thua ấy, thì em phải ngày hôm đó em phải chấp nhận thua lỗ. Chứ đừng có bao giờ đánh cố anh em ơi. Bởi vì khi em đánh cố ấy là càng em càng ra đảo thôi. Chứ đéo có chuyện ăn được nó đâu. Ăn thì mình đã nói anh em rồi, ai chả muốn ăn nó. Nhưng mà có phải ai ăn được nó đâu. Đấy, anh em phải hiểu điều đó chứ anh em. Nhưng mà hầu như anh em đều chấp nhận. Khi thua là anh em cứ muốn nạp vào gỡ. Tốt nhất là khi mình đi thua đó anh em tốt nhất là nghĩ đi. Bởi những lúc thua đó anh em không giữ được bình tĩnh rồi. À, nó có thể thua một chuỗi luôn kìa anh em ơi. Eo chứ kìa. Bố mày cay đấy. Mà thua một chuỗi luôn anh em ạ. Phải lìn thật đấy. May nó thắng bắn này đấy. Thua chuỗi điều rất bình thường anh em ơi. Game mà thua chuỗi là quá bình thường luôn. Quan trọng thua chuỗi lúc đấy này anh em nên làm gì thôi. Đó là cái đặt câu hỏi anh em cần phải trả lời thôi. Bởi thua thì thua chuỗi đều rất bình thường nha. Nhưng mà khi thua chuỗi rồi anh em nên làm gì để mà tránh trường hợp mà thua quá to, sau đó ra đảo quá là xa, sau đó lúc đấy là phải mường rất khó. Anh em ạ, nhớ điều đó cho mình nha. Thua thì công nhận là nhiều lúc anh em phải thua rồi. Nhưng mà thắng thì đương nhiên là anh em phải biết đừng dừng. Chứ thật sự mà nói đấy, hầu như anh em đánh ấy, và mình như vậy thôi anh em ạ. Khi nói hay lắm, nhưng mà khi vào chơi đéo giữ bình tĩnh. Thành ra mình muốn giữ bình tĩnh của mình, nhiều khi mình quay video này để anh em xem này, giúp mình giữ bình tĩnh hơn đấy anh em. Đấy, quan trọng nhất cái tâm lý của anh em nữa thôi. Nếu có tâm lý bình tĩnh thì anh em toang ngay à. Nếu có chuyện ăn thằng nó đâu anh em ạ. Ai chả muốn ăn nó. Không có phải ai ăn nó đâu. Có những người là chơi mãi đi, chơi cả ngày. Nhưng mà khi em chơi cả ngày như vậy thì chắc chắn em thua rồi. Em chưa thua thì em thua mỗi lần cái chi phí mỗi lần đặt anh em. Bởi vì em biết rằng là em đánh càng nhiều thì em bị mất cái chi phí mỗi lần đặt đấy. Thì em càng nhiều mà em càng thua thôi anh em ạ. Là mỗi ngày em đang chơi ít thôi, nhưng mà chất lượng đấy anh em. Nó còn hay hơn là anh em chơi nhiều nhưng mà sau đó em thua hết luôn. Má chuồn ra ấy kìa. Đây rồi, ngon. Ta quên thì tám ra ấy luôn, tám ra tám luôn, càng thế nhỉ. Lúc nãy ấy. Bình tĩnh nha em ơi. Không đánh liên tiếp quá nha. Đánh liên tiếp quá anh em thấy em thắng nhiều quá, nó bắt soi đấy. Game thì nó chả soi anh em, bởi mục đích game nó tạo lợi nhuận mà. Thành ra việc đéo thì nó đéo soi anh em ơi. Đúng không? Đấy. Chắc chắn nó có soi thôi anh em ạ. Chắc chắn nó có soi thôi. Má nằm ra nằm kìa trời. Đen thế trời. Nằm ra nằm đấy anh em ạ.
Đen thế chứ anh em, đen thế chứ, nhiều cái đen như thế mình chịu rồi anh em ạ, đen như thế chịu rồi đúng không, đen như thế chịu rồi anh em ơi, nhiều cái đen một chuỗi như vậy chịu thôi mới làm sao được. Nhưng mà vẫn phải giữ bình tĩnh nha, bởi vì là khi em mất bình tĩnh một cái là rất dễ anh em thua to nữa kìa. Đó anh em thấy không, nay mình pha đó mình tịnh ấy, bởi vì những lúc mà mình đang thắng là nó cho những cái tỷ lệ thấp ấy, nó cho thắng đấy anh em ạ, nó đánh ngược kiểu đó đấy. Đấy như vậy thì anh em mới bị thua to chứ anh em, chứ ví dụ nó cứ đánh xuôi thì làm sao anh em thắng to được, làm sao nó đánh lừa anh em được đúng không, bởi cái này là 1 2 giây nó ra luôn, chắc chắn nó tự động rồi, nó tự động như vậy thì anh em biết rồi, hòa là em luôn thua, bởi 1 2 giây chắc chắn nó đéo thể, mà chưa đến 1 giây luôn đấy mà nó biết kết quả rồi thì chắc chắn nó đéo bị bịp rồi. Nhưng mà quan trọng là chơi anh em chơi có thắng nó không thôi, đó cái yếu tố quan trọng anh em ạ, chắc gần như là bài nó đéo thì bịp được rồi, 6 ra 6 đó anh em, bị nó bịp bằng cách đó là hòa đó, hòa khá là nhiều đấy nha đấy. Nhưng mình hòa nhiều thì mình sẽ đánh theo kiểu đéo đánh hòa thôi, mình đéo đánh trên hoặc dưới thôi, mình đánh bích hoặc rô hoặc chuồng hoặc đen hoặc đỏ nữa đấy, có cái hay đánh như vậy đấy anh em ạ. Cái lợi thế anh em đừng có nên đánh một kiểu là như vậy đấy, nhưng mà ví dụ anh em cứ luôn khăng khăng cứ đánh theo kiểu một kiểu thôi là anh em thua chắc rồi, em thua chắc rồi anh em ạ, chưa thua em thua mỗi lần đặt rồi anh em ơi, đừng có nên như vậy anh em ơi nha, ăn là ai chả muốn ăn nó, nó có phải ai ăn được nó đâu anh em, nhớ điều đó nha, đừng mất bình tĩnh khi chơi anh em ơi. Rồi mất bình tĩnh một cái em toang ngay à. Thì bên ván này nói cho ăn không này. Má 7 ra 3 kìa, chuồn đi. Đấy, chuồn ra chuồn. Anh em thấy chuồn về nhiều đấy, anh em đéo đoán ra chuồn được không? Nhưng mà mình không. Không anh em, mình không nên đánh kiểu đó. Bởi đánh kiểu đó mình chỉ có toang thôi anh em ạ, toang thôi. Đéo biết bắn này nhỏ cho ăn luôn, cứ bình tĩnh thôi. Thấy nó lâu lâu 40 mê là nghĩ nha anh em ơi, x2 vốn đang nghĩ thôi, đéo còn nhiều đâu. À, cứ lên lên gần đây xíu là nói cho thua lại nha, căng đấy nha, đéo hiểu vì sao cứ lên khúc này nó lại cho thua lại nha, căng nha. 37 lại này, ván này mà đéo lên nỗi là mình xuống đánh nghĩ luôn đấy, thôi nghĩ nghĩ em ơi, tháng này mà việc đéo mày thang đâu đúng không, tháng này mà anh em đúng không, tháng này mình nghĩ thôi nha, tháng này mình nghĩ thôi anh em nha, tháng này nghĩ thôi, đéo nên chơi nữa anh em ơi nha. Thôi video này mình thúc nha, anh em đừng quên lại cho mình like và đăng ký nha, bởi vì mình đã tạo một cái video thì anh em kinh nghiệm anh em ấy, chứ thật sự mà nói thì mình cũng không mong muốn gì đâu, chỉ hy vọng là lên 100.000 người đăng ký sớm nhất có thể thôi. Bye bye anh em.